Thời điểm Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cận kề cũng là thời điểm các đối tượng sử dụng mọi thủ đoạn tinh vi để buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép. Mới đây tại Vĩnh Phúc, một nam thanh niên đã tích trữ sẵn 50kg pháo nổ trái phép, chờ thời điểm thích hợp để tuồn ra thị trường. Lực lượng công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị vừa phát hiện bắt quả tang vụ tàng trữ vận chuyển gần 50kg pháo nổ trái phép tại khu vực xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể vào hồi 19 giờ 40 phút ngày 9 tháng 12 tại xã Tứ Yên, huyện Sông Lô, công an huyện Sông Lô phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh phát hiện bắt quả tang Trần Xuân Huy, sinh năm 1984 ở xã Tân Lập, huyện Sông Lô, đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 88S36073 vận chuyển một thùng cát tông bên trong có chứa 28 hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng 44,6 kg. Tại cơ quan chức năng, Trần Xuân Huy khai nhận mua số pháo trên để đợi thời điểm thích hợp bán kiếm lời trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng cùng tăng vật theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, trước đó vào ngày 6 tháng 12, đội điều tra tổng hợp công an huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1988, nơi đăng ký thường trú xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, hiện đang trú tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, có hành vi sản xuất pháo nổ trái phép tại xưởng cơ khí nơi làm việc ở thôn Thiên Kha, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng. Trong khi đó, tại Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã vừa tiến hành khởi tố hình sự vụ tàng trữ hàng cấm, đồng thời xác lập chuyên án truy xét đấu tranh khai thác mở rộng vụ án thu giữ 6.869 kg pháo trên địa bàn. Liên tiếp, những vụ bắt quả tang các đối tượng tàng trữ pháo nổ để buôn bán dịp cận Tết được phát hiện. Đây là hồi chuông cảnh báo đối với lực lượng chức năng về vấn đề kiểm soát vật liệu nổ trong thời điểm Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang gần kề để tránh những hậu quả nặng nề do pháo nổ gây ra mỗi người dân nên tự ý thức trong việc bảo vệ bản thân tránh mua hàng trôi nổi và những hậu quả khó lường của pháo nổ